Gia đình mình vui bất thình lình. Tập cuối, Danh hiểu được sự thật và tìm Trâm Anh xin lỗi. Vui mừng đón nhận tin Trâm Anh mang bầu, đại gia đình ông Toại bà Cúc hoan hỷ đón Danh và Trâm Anh trở về nhà. Vậy là cuối cùng thì khoảng thời gian xa nhau đã giúp cho Danh và Trâm Anh thấu hiểu nhau hơn. Cả hai bắt đầu nhớ về nhau, nhớ về gia đình. Và khi Danh đã vô tình biết được sự thật rằng chính Trâm Anh đã tuyệt tình với Khải, còn thẳng tay vả thẳng vào mặt hắn, lên giọng: "Tôi cấm anh đụng đến chồng của tôi." Danh đã rất hối hận vì những lời nói sỉ nhục Trâm Anh đã làm cô tổn thương. Anh đã chạy đi tìm Trâm Anh xin cô tha thứ. Chính lúc này, Trâm Anh cũng đón nhận tin mình có bầu, và để rồi trước lời xin lỗi chân thành của Danh, Trâm Anh đã tha thứ. Cả đại gia đình ông Toại và Cúc, anh Công chị Phương, anh Thành chị Hà và cu Long đã vui mừng hoan hỷ đón Danh và Trâm Anh quay trở lại ngôi nhà yêu thương hạnh phúc. Khi Danh rời xa Trâm Anh, cuộc sống của anh chìm đắm trong những cảm xúc hối hận và xót xa. Anh cảm thấy bản thân đã mất đi một phần quan trọng trong cuộc sống, đã để mất đi tình yêu thương chân thành, người mà anh đã yêu hết lòng. Mỗi ngày trôi qua, Danh trăn trở suy tư, ngập tràn trong nỗi tiếc nuối về những sai lầm đã làm. Vì đã không biết trân trọng và lắng nghe Trâm Anh, khi phát hiện ra được sự thật rằng Trâm Anh đã tuyệt tình với Khải, còn ra sức bảo vệ mình, Danh đã rất ăn năn và hối hận. Anh đã chạy đi tìm Trâm Anh. Nhìn vào đôi mắt ngập tràn cảm xúc của Trâm Anh, Danh lắng nghe từng lời Trâm Anh nói, từng cảm xúc, từng nỗi hờn giận oán trách mà cô đã phải chịu ở mức bấy lâu nay. Dưới ánh nắng chiều lung linh, Danh đã gửi đến Trâm Anh những lời xin lỗi chân thành và đầy chất phác. Anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh. Tuy rằng chưa thể tha thứ ngay, nhưng trước lời nói chân thành, Trâm Anh cũng cảm nhận được những nỗi hối tiếc, những cố gắng trong từng bước đi của anh. Cô biết rằng trong cuộc sống không ai hoàn hảo, và đôi khi tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình. Trâm Anh ôm chặt Danh vào lòng, gật đầu đồng ý để tình yêu của họ được bắt đầu lại từ đầu. Cuối cùng, niềm vui tràn ngập cả gia đình khi Trâm Anh đón nhận tin mừng cô đang mang trong mình một hạnh phúc mới. Các anh chị bố Toại, mẹ Cúc cùng nhau vui mừng đón chào thành viên mới trong gia đình. Ánh mắt đầy yêu thương, họ ôm chặt Trâm Anh và Danh chúc mừng, tỏ lòng hân hoan khi hai người đã cùng nhau vượt qua sóng gió, chấp nhận lỗi lầm và hàn gắn mối quan hệ. Tình yêu và lòng tự hào, gia đình đã đón Danh, anh trở về nhà. Mỗi khoảnh khắc chung sống cùng nhau luôn đong đầy niềm vui và hạnh phúc. Họ đã học được rằng trong gia đình không có gì quý giá hơn sự hiểu biết, chia sẻ và sẵn lòng tha thứ.